Rồi, hello, chào cô chú nha. Hôm nay em mới về lô bò mới nha. Đây, bây giờ em về hơi tối, quay trước cho cô chú anh chị xem nha. Đó thì ở đây có tổng thể hết á. Em báo tổng thể hết cho cô chú anh chị là có 7 con ba bê và 7 con hấp kem nha. Đó. Con này cao to lắm, là cao hơn mét mốt bò nha cô chú anh chị. Mới vừa về tới tắm rửa chưa cho ăn uống gì luôn, bò cũng hơi đói nha. Đó, mà rất thua nè. Đó rồi, đó con ba bê nể lưng nè, hết biết cái lưng luôn đó. Rồi đó, em quay sơ qua cho cô chú anh chị xem cái nha. Rồi ngày mai em mới đăng báo giá cho cô chú chị. Tối quá rồi, giờ quay sơ cho coi bò trước một cái đi. Nó lưng dài đôi hết nha. Nó rất là đẹp bò luôn. Bò lớn bò hết rồi ha. Mét mốt bò, bò 6 tháng rưỡi ăn lên rồi, 6 tháng, 6 tháng rưỡi hết nha. Đó. 7 con 3B nè, con nào cũng lấy đít nè. Đó. Đẹp bò ra. Đó, hồi tối nha cô chú anh chị. Nói chung là 7 con 3B này đều bò lắm. Con nào cũng lấy cao mét mốt bò hết nha. Đó, còn ba bê đít nữa. Rồi, giờ cái đít nó rung rinh rồi chứ về. Đó. Nó về tám lạnh. Cái đít hết đứng cái đít cái lưng. Đâu nó có cái thái lan luôn. Đây là bãi con pháp kem nha cô chú anh chị. Đó. Lấy to đùng rồi, lớn bò. Còn lại lấy hết biết bò luôn á. Rồi. Đó, 7 con được bắt kem nha. Nó cao lớn bò, mét mốt bò hết nha. Đó. Lưng dài thôi. Cũng còn hơi xịn nha. Đó, giờ em quay cho cô chú anh chị coi sơ qua cái thì ngày mai em sẽ báo giá nha. Rồi cô chú anh chị nếu ưng nào á, ưng con nào thì cứ điện thoại trước nha em. Điện thoại trước em cái muốn coi lại gì á em sẽ quay Zalo về lại cho xem kỹ lại nha. Đó. Bắt biết con bò không? Đó. Bảy con pháp kem. Bỏ pin kia. Bảy ba bê 6 tháng rưỡi bò hết rồi, cao mét mốt bò nha. Cứng bò hết rồi. Rồi cô chú anh chị nào ơn này cứ gọi điện thoại trực tiếp em. Ở trong này có con này là lớn lớn nhất hết nha. Nó cũng lỡ bò nữa, nếu mà bắt xô hết thì bắt hết thì xô qua xô lại con này cộng con kia chút xíu. Rồi con này đít bê bê đít nó lạnh lòng sáng nha. Cái lưng tấm hết luôn. Đó. Rồi cái nào thì điện thoại em nha. 7 con 3B, 7 con 5 kem.